Ok, ở cái bài học này chúng ta sẽ học được cái cách tạo ra một cơn mưa bằng Photoshop. Thì cái phần này nó cũng khá là đơn giản thôi, nhưng mình muốn 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 bổ sung vào cho các bạn để khi các bạn có những cái tấm hình nó tương tự như thế này, có những cái tấm bức bức hình nó lung linh như thế này, thì các bạn có thể tạo ra cho mình được một cơn mưa bằng Photoshop tự tạo ra, và nó giúp cho hình ảnh của chúng ta nó càng lung linh huyền ảo hơn. Thì cái cách này cũng khá là đơn giản. Đầu tiên chúng ta sẽ mở cái tấm hình lên. Thì tấm hình này mình đã có cho trong cái phần stock học của tài liệu khóa học rồi, thì các bạn có thể lục lấy trong đó. Và chúng ta sẽ tạo ra một cái new layer mới. Sau khi tạo new layer, các bạn vào cái mục edit và nhấn vào chữ fill. Và ở cái mục USD này các bạn chọn là 50% gray và nhấn OK. Thì sau khi OK nó sẽ đưa ra cho chúng ta một cái layer xám như thế này. Và chúng ta vào filter, chọn noise và add noise. Ở cái phần thông số này chúng ta đưa lên 400% luôn và tích vào Gaussian Blue và chọn cái dấu tích là monochromatic nè. Đó, ta chọn vào cái dấu tích này để đưa cái phần này về trắng đen. Đó, và nhấn OK. Sau khi OK rồi, chúng ta sẽ vào tiếp một filter và nhấn vào Blue. Chúng ta chọn vào Gaussian Blue. Và chúng ta để thông số là 1. Đây, thông số là 1. OK. Và tiếp theo, chúng ta sẽ nhấn chữ Ctrl L. Và chúng ta kéo 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 nó xuống, kéo cái thanh này xuống. Đó. Rồi. OK. Nhấn Enter. Và sau khi kéo xong, chúng ta nhấn Filter Blue và chọn vào phần Motion Blue và chọn cái đưa cái thanh vòng tròn, chỉnh cái thanh vòng tròn này nè là âm 75. Đó, đây là điều chỉnh hướng mưa đó. Rồi. Và phần dưới đây các bạn có thể để tăng cái độ dày, cái độ dài hoặc là cái độ ngắn của hạt mưa mà chúng ta cần. Để đây. Ở đây mình để khoảng 70. Rồi, khoảng rồi 66 đi. Rồi OK. Và chúng ta chọn về cái chế độ hòa trộn là Scene Green. Đó, và nhấn Ctrl T. Nhấn Ctrl T vào bức ảnh, bức layer, và chúng ta nhấn giữ nguyên Shift Italic và phóng to nó lên. Như vậy là chúng ta đã tạo ra được một cơn mưa bằng Photoshop. Và mưa cái mật độ nó hơi dày thì chúng ta có thể bớt nó đi. Đó. Đó, bằng cách kéo cái Ctrl L này, chúng ta kéo cái thanh này chỉnh mật độ dày và cái của trời mưa, hạt dày hay là hạt mỏng. Và muốn tăng độ nét độ độ muốn tăng độ phủ của mưa lên, chúng ta nhấn Ctrl Z đó, tăng độ rõ của mưa lên đó, Ctrl Z 2 lần. Đó, như vậy là chúng ta đã tạo ra được một cơn mưa bằng Photoshop ha. Và chúng ta dùng chữ E để xóa những cái hạt mưa nó lem vào trong cái khuôn mặt của mẫu đi. Đó. Đó. Như vậy là chúng ta đã tạo ra được một cơn mưa đó bằng Photoshop. Và để tạo những cái hạt mưa tiếp xúc thì làm sao? Chúng ta phải dùng tới hỗ trợ tới cái thanh công cụ Brush. Thì cái canh co thanh công cụ Brush là những cái làn sóng, những cái làn sóng nước như thế này. Đó, mình đã có cho sẵn ở trong cái phần cho sẵn ở trong cái một tài liệu khoa học rồi. Brush mưa, Brush sóng, gợn sóng. Đó, thì các bạn loát vào ra theo cái cách loát giống loát Brush tóc gì đó. Các bạn chọn vào cái thanh, chọn vào cái con sóng các bạn cần chỉnh và nhấn chuột phải đưa nó nhỏ về, đưa nó về nhỏ thôi đó, và tạo ra một new layer. Sau đó chúng ta chọn cái phần background cho Brush này là màu trắng và đó, và chúng ta tô nó lên. Sau đó Ctrl T và điều chỉnh đó, điều chỉnh những cái hạt mưa, những cái điểm tiếp xúc mưa.
Đó, điểm tiếp xúc M. Và cho nó nhỏ, cho nó mờ lại một xíu ha. Đó, li ti thôi. Và dùng chữ E xóa bớt nó đi. Không cần phải quá nhiều. Đó, li ti vậy thôi. Đó, chúng ta nhấn Ctrl Z ra ha, nhấn giữ nguyên Italic để chúng ta có thể copy nó ra cho nó nhanh. Đó. Sau đó nẹp ba cái lớp nước này lại. Đó, nẹp ba lớp nước này lại và chúng ta nhấn giữ nguyên Italic tiếp để chúng ta copy ra. Đó, cứ đi chạy dọc theo cái đường này thôi, chạy dọc theo cái đường đó. Đó, như vậy là chúng ta đã tạo ra cái điểm tiếp xúc giữa mưa với lại cái phần này. Cái phần ren sáng này. Chúng ta tiếp tục nẹp hai cái lớp này lại. Nẹp hai cái lớp nước mưa này lại và chúng ta nhấn giữ nguyên Italic. Nhấn chuột trái kéo ra. Đó, kéo ra. Đó, chúng ta tiếp tục để cho nó sát sát cái phần này. Đó. Đó. Như vậy là chúng ta tạo ra được cái điểm tiếp xúc của mưa với lại cái phần chủ thể. Ha. Đó, nó tạo ra địa điểm tiếp xúc. Tương tự như vậy chúng ta cũng cho nó chéo nè. Theo đó cái phần này. Kiểu vậy. Như vậy là chúng ta đã tạo ra một cơn mưa và tạo ra được cái điểm tiếp xúc, điểm gần, điểm nước tóe 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 lên theo Photoshop và bằng những cái thanh công cụ Brush, bằng một cái vài cái thủ tục đơn giản. Thì, qua cái bài học này, mình hy vọng các bạn sẽ nhớ được cái cách này để sau này chúng ta có cần làm tới một cái cho một cái tấm hình nào đó chúng ta cần đi tút vào cái kiểu như thế này, dạng như thế này thì chúng ta có thể chi li chi tiết từng từng bước một ha. Và sau khi làm xong những cái bước này chúng ta có thể cho những cái typo vào cái phần này nè. Đó, chúng ta có những cái typo vào cái phần bên phía bên này nè cho nó đỡ trống, nhìn cho nó đẹp hơn. Thì đó là cái cũng nằm trong cái bước retouch của một tấm ảnh ha.